thứ hai công bố dịch vụ thử nghiệm 5G. Tháng 6 tới, Mobifone, mạng di động thứ hai có giấy phép thử nghiệm dịch vụ 5G dự kiến sẽ chính thức công bố dịch vụ thử nghiệm 5G của mình. Một lãnh đạo nhà mạng này cho VN Economy biết, trước mắt Mobifone sẽ thử nghiệm dịch vụ tại Hà Nội, sau đó là Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, chứ không tiến hành đồng thời dịch vụ thử nghiệm ở 4 thành phố. Theo nội dung cấp phép thử nghiệm, Mobifone sẽ triển khai thử nghiệm 5G tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Việc Mobifone công bố dịch vụ thử nghiệm 5G cũng sẽ đánh dấu Việt Nam có hai nhà mạng triển khai 5G cho giai đoạn thử nghiệm. Chuẩn bị bước đi đầu tiên cho lộ trình 5G dự kiến sẽ bắt đầu được thương mại hóa vào cuối năm 2020 tại Việt Nam. Doanh nghiệp viễn thông lớn còn lại là tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT, thì tập đoàn này cũng đang chờ giấy phép triển khai thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G từ Bộ Thông tin và Truyền thông. Trước đó, ngày mùng 10 tháng 5, tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội, Vietten thực hiện kết nối lần đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam, đánh dấu Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới thử nghiệm thành công mạng 5G.